Mậu Thìn sinh con năm 2025 có tốt không? Từ lâu việc xem tuổi sinh con hợp với mệnh niên bản mệnh của cha mẹ đã là một bước điểm mang đến nhiều điều thành công thuận lợi cho cuộc sống của con sau này. Dù biết con là cái là lộc trời cho, tuy nhiên bố mẹ nào cũng mong muốn tuổi con hợp niên mệnh tuổi mình, bởi thế chọn năm sinh con rất quan trọng. Điều này nhằm giúp đứa trẻ sinh ra được bình an, đồng thời mang đến sự hạnh phúc viên mãn cho gia đình. Tuổi Mậu Thìn sinh con năm 2025, nam và nữ mạng, sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn, tức tuổi con rồng, thường gọi là thanh ôn chi long, tức rồng trong sạch, rồng ôn hòa, mệnh mộc, đại lam mộc, nghĩa là gỗ gừng lớn. Nam và nữ sinh năm 2025 tuổi Ất Tỵ, tức tuổi con rắn, mệnh hỏa, phú đăng hỏa, nghĩa là lửa đèn to. Tuổi Mậu Thìn sinh con năm 2025, xét thấy niên mệnh bố mẹ với niên mạng của con, mộc sinh hỏa, cát, thiên can bố mẹ với thiên can con, mậu hòa, ất, bình, địa chi của bố mẹ và địa chi của con, bình hòa, tỵ, bình. Năm 2025 là năm có các chỉ số đem tương hợp giữa ngũ hành thiên can địa chi của bố mẹ và con ở mức khá tốt. Như vậy, tuổi Mậu Thìn có thể chọn sinh con trong năm 2025. Về sự nghiệp, tuổi Thìn vào năm Tỵ sẽ gặp sao Thái Dương tọa mệnh, mang điềm bất ổn. Dù Thái Dương mang tới tính cách tích cực, thẳng thắn, sẵn sàng đốt cháy chính mình để cống hiến cho công việc hay tiền bạc, có điều vận khí lâm suy nên người này khá thiển cận, không có tầm nhìn xa trông rộng, tính tình hấp tấp, hiếu thắng nên tự mình hủy hoại vận khí của mình. Chứng tỏ trong năm 2025 tuổi Thìn sẽ gặp nhiều điều phiền não liên quan đến công việc của mình nên phải vất vả hơn nhiều. Nữ Mậu Thìn muốn sinh con năm này nên chọn những công việc ổn định, tránh mạo hiểm hoặc thay đổi công việc liên tục. Về tài vận, tuổi Mậu Thìn sinh con năm 2025 có tốt không? Thái Dương là tinh tú, ghét sự cô đơn nên trong công việc và chuyện kiếm tiền, mạng chủ cần có sự hợp tác dung hòa với đội ngũ, đồng nghiệp thì bản thân mới phát huy được hết tài năng vốn có, vận kiếm tiền mới có thể suôn sẻ. Bên cạnh đó, có sao Kế Đô là sao hạn của nữ Mậu Thìn, vì thế người này cũng cần giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao sâu vào công việc, đề phòng sức khỏe mà tốn nhiều tiền. Tình cảm, tính cách giữa hai con giáp này có điểm đối lập, cách tiếp cận của Thìn với Tỵ với cuộc sống khá khác nhau nhưng không hoàn toàn là trái ngược hẳn nhau. Con giáp tuổi Tỵ thường dựa vào trực giác hơn là các hiện tượng khách quan để đánh giá sự vật, còn con giáp tuổi Thìn thường dựa nhiều điều may mắn và biết cách tận dụng lợi thế của cơ hội này khi là bố mẹ con cái của nhau. Vì là những con giáp thông minh nên hai bên dễ dàng hiểu được ý nhau. Dù tuổi Tỵ có vẻ trầm lắng hơn tuổi Thìn nên các bậc cha mẹ sẽ phải có cách tiếp cận với con khéo léo hơn. Về sức khỏe, nữ giới cực kỳ sao Kế Đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui, nhưng nếu mang bầu mang thai mà gặp phải sao Kế Đô thì ngược lại, dữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm người xưa là phụ nữ có bầu bị sao Kế Đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi khi trong bụng. Bởi vậy, nếu Mậu Thìn 1988 sinh con trong năm này là một lựa chọn hợp lý và đúng đắn. Nữ mệnh tuổi này cũng chớ nên chủ quan mà cần chăm sóc sức khỏe bản thân mình tốt hơn nữa. Đừng tham công tiếc việc mà ảnh hưởng đến thể trạng lẫn tâm lý của mình.